Đất rừng phương Nam ha. Phim trường Rừng Tràm Trà Sư, phim trường của đất rừng phương Nam. Rừng Tràm Trà Sư đây. Đây là cái đất rừng phương Nam kia. Anh, cái tràm này nó tự mọc hay là bên trong đấy anh? Dạ, cái tràm này nói chung là cả hồi đó là... Chim ơi, ta tới đây! Cái này là ở với Việt Nam mình nó hợp tác với nhau cả. À, xa, xa chung là cả như là xa lúa vậy đó. Cách? Trọng cát á. Và cái đó là bao nhiêu năm rồi anh? Năm nay là 45. Tuổi thọ. Có năm 1983 tới giờ. Cái hồi xưa là rừng cái gì á, rừng cái dạ đây là hồi xưa là